nhớ nha, việc tinh minh nha. Đó, thấy chưa, da dẻ đẹp hay không á là ngủ đủ hay không là cái cơ chế để dễ thích luôn nè. Nó liên quan tới cái tuyến nè, dung lượng máu nè, rồi cái gì ạ, những cái tế bào viêm nè. À, cái này cái thành phần rất là hay nè, đó là cái việc mà mất nước và thượng vị á, nó làm cho da khô hay không, nó tiết dầu hay là tả vân vân cái mụn nữa, nên là ảnh hưởng cả một dây do trong chu kỳ tự nhiên ảnh hưởng rất là nhiều luôn, trong tuyến thượng thận luôn nó tham gia rồi. Rồi theo y học cổ truyền đây, các thấy đồng ý mình nói nhẹ nhàng không em? Âm khí hết mà dương khí tận thì ít, dương khí hết mà âm khí đầy thì ngủ vậy, chỉ vậy thôi. Tóm gọn hết là khi chu kỳ giấc ngủ của đồng y chỉ có một câu này, được chưa? Dương khí tận thì ít, âm khí đầy thì ngủ, nhớ hai câu được rồi đó, nhưng mà dương khí tận thì ít, âm khí đầy thì ngủ. Đây trả lời cho em xử lý giấc ngủ. Ta biết cái gì cũng quyết định cái chu kỳ của chất lượng. Có hai chuyện học đã xong rồi cũng về cái gì quyết định cái chu kỳ của chất lượng. Thật sự ra cái quyết định cái chu kỳ chất lượng này nè, đó là sự lưu thông của âm dương. Đó là cái việc gì là âm dương ở bên ngoài biểu, sau đó đi vào trong tâm lý, thì khi nó vào tâm lý thì nó bắt đầu cái cổ xuất hiện. Đây, cái chỗ này là mình tịch linh ra vô chỗ này. Cái vậy thì chẳng qua là gì đây, nó sự di chuyển của một loại khí duy nhất mà thôi, từ dương vào âm, và sau đó mình lọc ra ra dương để cho hoạt động trong này. Vậy là cái khí này là khí gì? Hồi lúc đó thầy đọc cái này là tại vì sao? Nó cũng là cái phần lỗi của mình, chính bản thân mình. Đó là các sách kinh điển nó khó đọc quá. Thật sự nó rất là khó đọc và mình không có đọc. Mình không đọc, thành ra mình học ở phần sau thành ra tùy theo cái người biết. À, cái người biết và tìm hiểu sau hồi xưa thì thầy cũng như tụi em học giấc ngủ là A, ngủ này vô rất khó cần tập đó, nên là càng. À, ngủ mà một vị gì mà nó trong mình là thận, là tâm. Từ già ngủ thức dậy sớm đó là thận, ngủ hồn hộp hay giật mình đó gọi gì ạ, kinh sợ gì là lõm, thầy cũng học như tụi em á, nhưng mà không hiểu cái gì quyết định. Cái quyết định này đó là về khí, ở đó về khí trong cơ thể mình đó, em học ở trên rồi đúng không, có vị khí và dịch khí. Cái kim mà em chăm á lên trên cơ thể á để em điều khí á, đó là em điều dinh khí. Dinh khí nha, là cái phần khí đi trong lòng mạch, là đi trong trong kinh mạch đó, là dinh khí đi. Thì cái chu kỳ vận hành của dinh khí này nha, là 50 vòng. Và xây dựng nếu mà một vòng đó, để nó tạo thành một cái chu kỳ mới đó, thì nó kéo dài khoảng 28 phút mấy giây á, nên nó gần gần như là 30 phút là nó tạo thành một cái chu kỳ dinh khí mới. Còn cái dòng vị khí là 25 vòng ở bên biểu và 25 vòng ở trong lý, đó là cái khí đi nhanh mạnh, nó đi ở ngoài mạnh. Chính vị khí là cái động lực tạo nên cái ngũ của đồng vị khí tuần hành ở phía bên ngoài phần biểu để bảo vệ cơ thể, để hoạt động khô nóng lỗ chân lông để giúp cho lâu lâu thì cơ thể sẽ thích. Vị khí đi vào trong để làm khô nóng tạng phủ, tạng phủ và công nghiệp là người ta sẽ thành ra cái việc tắc nghẽn đại khí không đi vào được mà nó vẫn ở phía bên ngoài là một trong những cơ chế để dẫn tới một ngủ, đó là chu kỳ đại khí. Ra nó có một cái trường phái chăm để mà điều trị mất ngủ, nó không có chăm vào đại phủ mà nó chăm để chỉnh đại khí, cũng dựa trên những cái kinh nghiệm đó, nhưng mà cái công thức và cái kỹ thuật để chỉnh cái bệnh khí mình rất là hay, để mình điều trị cái sinh lý giấc ngủ. Cái này là động lực là bệnh khí tay, đó là quay chi
hình này nè, muốn nói cái gì biết không? Là việc cân bằng đó, nó có hai phần, đó là cái độ sâu và độ rộng. Cái độ sâu và độ rộng. Em có đọc cái chữ này có biết nó là gì không? À, đây là gian tham, đây là cái thời gian của dương này, đúng không ạ? Đây là thời gian của âm này. Thì cái thời gian của dương này nè, nó sẽ là liên quan tới cái lệ khí á, nó lưu hành bên ngoài và nó sẽ liên quan tới cái gì nhỉ? Dương kiểu mà. Cái là dương kiểu, âm kiểu và dương kiểu, thì ở một dương là dương kiểu. Còn cái dầu phần âm này á, thì nó sẽ liên quan hai phần ha. Nếu như cái độ rộng này, cái độ rộng liên quan tới âm kiểu, như là cái độ sâu này là nó liên quan tới gì ạ? Âm duyên, là cái độ cao này nó liên quan tới dương duyên. Do vậy cái giấc ngủ nó liên quan tới lệ khí và hai cái gì trên mắt rất là quan trọng, đó là âm kiểu, dương kiểu và âm duyên và dương duyên. Cái độ rộng đó là cái thời gian và cái độ sâu đó là chất lượng thức. Thành ra chăm cứu mình chỉ mất ngủ là phải bắt buộc. À, ngoài cái việc sử dụng những cái chứng kinh, những cái chứng huyệt của những chứng kinh ra thì người ta sử dụng qua những cái huyệt giao cái gì trên mắt mặt. Cái tầm đó là chỉ mất duyên và được điều trị. Nhưng lại cái gốc cái vấn đề nằm sâu trong mình. Rồi. Ở đây là hành động tinh thần, thầy nói với em vai trò của thần và trí, là trí, thần trí và trí à, để nó liên quan tới cái bộ điều chỉnh. Cái slide này là slide quan trọng nhất của cái bài dạy ngày hôm nay để em so sánh. À, skip nữa là để nghỉ ngơi cơ thể và tâm hồn gì đó. Còn cái này là cũng vậy luôn, cũng vậy. Ở trong đó là có đa yếu tố của bệnh khí, sinh lý nè, đó sinh lý. Được giờ thì yếu tố của bệnh khí á, là cái khí nó liên quan tới bảo vệ cơ thể á, và trong và chu kỳ của bệnh khí là 25 vòng ban ngày và 25 vòng của ban đêm của phía bên trong và bị trên bắt nó. Thì ở đây nó có hai cái nguyên, nó cũng khá là cái nguyên quan trọng. Nếu ở trên nó liên quan tới việc ăn miên, ở dưới thì nó có cái nguyên phóng đường, nguyên bạch hầu, cái nguyên em cần phải chú ý. Còn cái hoạt động tinh thần á, thì nó cũng liên quan tới OG, còn bên đây là liên quan tới là khí, là thần, chí là hồn à, rồi là nó liên quan tới những cái yếu tố nó xây dựng là concept của nó ha, phần còn vân vân để nó chỉnh mạnh của cơ thể một cái của giấc ngủ này nè. Rồi kế đó là giấc mơ là cái gì nè, được chưa? Cái giấc mơ nó liên quan tới hồn nè, nó liên quan tới hồn, nó liên quan tới trí, nó dẫn tới giấc mơ. Thấy trong cái nội kinh đó để giải quyết cái chữ ngáp này đơn giản không? Vậy khí ban ngày vận hành ở vùng dương, nửa đi thì vận hành ở âm, âm chủ về đi, đi thì người nằm ngủ, dương khí chủ đi lên, âm thì chủ đi xuống. Cho nên khi âm khí còn tích lên dưới, dương khí lại chưa tận, thì dương khí sẽ dẫn âm đi lên, âm lại dẫn đi xuống. Thế là âm dương còn dẫn nhau, cho nên người ta bị ngáp nhiều lần. Dương khí tận, âm khí lạnh thì mắt nhắm lại ngủ, âm khí tận mà dương khí thịnh thì thức dậy, được chưa? Nên chăm tả kinh túc thiếu âm để bổ túc thiếu dương, để bổ túc thái dương. Chăm tả ha, túc thiếu âm gì? Túc thiếu âm gì? Túc thiếu âm hả? À. Ừ, còn túc thái dương gì? Màu vàng. Ừ, đó thấy chưa? Đó lý do chữa ngáp thì chữa gì nè? Ngáp là sự tranh đấu giữa âm và dương dằn xé nhau. À, âm thịnh mà dương tận thì đi bổ luôn đi. Được chưa? Nha. Còn dương thịnh mà âm tận thì cất. Còn cái này là âm dương nó dàn xé, nó kéo lên rồi đây thì kéo xuống, kéo lên kéo xuống thì là người ta ngáp tới ngáp luôn để vô cái ngũ mẫu được á. Rồi lý do vậy thì thành ra là xúc với âm tận thì tàn trước, còn thái dương đó là cái đường kinh mà chủ yếu của bệ khí là đi lên. Mình sẽ phối hợp ngay giữa hai cái này để chữa ngáp. Ngáp là ngáp sinh lý thì chỗ làm gì em, ngáp là sinh lý ngáp hoài ấy. Cái chiếc cũ ra đầu đầu thì người ta mới sử dụng tới cái lý luận này của lòng yêu thương bất mỹ. Rồi nghĩa rồi, cái này là dễ lắm, này dùng nó cho nó phương mỹ. Uống nhiều trà cà phê cho nó bị đau không? Có những uống cà phê thì lại mất ngủ, mà có những uống cà phê thì lại dễ ngủ nha. Em nhìn nhận quan điểm như thế nào mà không được? Giống như hai câu này, cà
cà phê là tiết giảm nhanh nha, vì nó tiết mạch thì chú ý không uống cà phê nha, nhưng mà ngược lại có những người người ta uống cà phê, uống kia lại uống cà phê thì lại cái gì vậy, quý khách một điểm sắp tốt ta nhìn tin được điều này. Em kinh nghiệm gì vậy mà bay hay là sẽ bảo là bao nhiêu không có đây bây giờ theo em á, em nhìn vô một cái món ăn thì em nhìn vô cái ly cà phê thì theo em nó sẽ nuôi lỏng lại vì sao ta giỏi nó sẽ nuôi lỏng lại ta gì đó à. Đúng rồi, đen thì thảo vào thẳm sao nữa nó nhị bất kỳ một cái đồ ăn nào nó sẽ có hai vấn đề quan trọng, một là cái vị, hai là cái gì là cái mặn ra là quan trọng nhất, còn ngoài ra là tự nóng lạnh hay là thành phần của nó gì đó ra còn đồng ý sẽ nhị cũng còn cảm ơn ra cái lượng nữa. Đối với cà phê á, là một cái thức uống rất đặc biệt trong nếu mà xét theo đạo lý nó sẽ tác động vào cái trục tâm thần. Trục tâm thần thì em chia làm ở đâu? Cái đường nắng ông nó cái đường nắng ông nó là quẻ thủy và quẻ gì đó ở thủy hỏa khí tế thủy hỏa vị tế đó ly và cảm nó cái cà phê nó sẽ dẫn vào hai cái vấn đề trong đó. Thì cà phê nếu mà mình tính trội á thì mình sẽ quy vào tâm nhiều hơn, tại vì á nếu giữa vị ngay giữa vị và hình á giữa mình thì vị và màu á thì cái phần mà cái lượng á nó sẽ trội hơn, cái tỷ lệ mà nó trội hơn thì cái vị nó sẽ trội hơn, nếu như cái vị nó bỏ này cái vị nó bỏ này thì nó sẽ vào tâm nhiều hơn, và nó vào tâm nó thì nó bổ cái phần thủy ở trong tâm, tâm thủy tại vì thận mà chủ thủy thì nó sẽ bổ cái phần thủy, cái phần dịch của tâm. Thì thành ra khi sử dụng cà phê nó sẽ có hai cái hiệu ứng khác nhau trên hai đối tượng cơ thể khác nhau theo mình. Đối với em đối tượng nào sẽ gây tăng tim hoặc họ đánh trống ngực kích thích đi tiểu nhiệm, và đối tượng nào thì nó lại điều hòa lại cái nhịp tim, nó lại giúp cho nó nhiệm cái người đối tượng nào theo mình. Và cái này cũng có gì sâu xa, chính bản thân của mỗi em sẽ có, em sẽ cảm nhận. Trong khi chính bản thân em uống cà phê nó khó chịu, biết em trải qua chưa? Chứ là em uống cà phê thì biết mà có những cái thời điểm em uống cà phê nó lại làm cho em rất là sảng khoái và dễ chịu. Các bạn nào có trải qua cái khoảng thời gian đó chưa? Đúng không? Có khi em uống cà phê em thấy trọn mùi em nó tập trung tốt hơn, em thấy là khi em không tập trung hơn, em mặt tập trí não là tốt hơn. Nó còn có khi em uống cái tiền mặt lơ 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 em tay chân thì uống đổ nước hoa nó không làm được. Biết tại sao em cởi mở được cho em được không? Để em có thể ứng dụng trong cuộc sống của em trước khi ứng dụng cho mình học. Thì có khi nào trong cơ thể em biết được cái điều đó để em chỉnh, em sẽ sử dụng một số thức ăn với cái vị và cái màu gì đó để em chỉnh thử. Và em có được quyền gì ạ? À? Em có được quyền đổi mà. Được quyền đổi mà. Ví dụ như những nè, tụi em nè, các bạn nữ nè, sắp tới là ví dụ có xanh nở nè, có phẫu thuật nè để làm da đó, tại sao người ta lại phải cái gì ạ? Con cá ông bà không ai giải trơn, ông bà giải cứ lấy nghệ bỏ vô để kho, không lấy nước nước hàng hay không lấy nước màu dừa nữa, tại sao lấy nghệ? Mặc dù cái gì ạ, cái nghệ đâu phải đắt đâu, muốn làm nuôi là để đắt nghệ đúng không ạ? Mày đâu đắt đâu, mày ăn mà tại sao mày lại phải ăn cái nghệ đó? Cái đó là chẳng qua là một cách điều điều gì đó, giống như là em về em điều chế thuốc vậy. Cái màu vàng đó là nguyên liệu gì? Tùy chủng gì? Chủng cơ dụng đó, chủng quý đó, sau khi mỗi em ăn quý em mất quý đó, sau mỗi cái thức thương em cơ dụng đó, chuyện đó, nó buồn chừng. Bây giờ tôi không thích ăn nghệ, tôi làm gì để tôi chỉnh được. Cuộc đời tôi ghét nghệ, nó dơ nè, tôi ăn tôi khó chịu, tôi thích, giờ tôi cũng uống được cái tác dụng đó. Thì lấy cái lòng y của mình những cái gì? Mà cái gì ạ? Có màu vàng, nếu không có màu vàng thì nó có bị gì, để tôi chỉnh vô cái phần
Thầy đang mong muốn và cơ thể này có được. Em hiểu ý Thầy không? Thì lúc đó xong em nhảy được, thì tôi thích lê thiên ma nè, tôi thích bay lên bàn nè, tôi thích cái gì đó thì tôi ăn chỉnh vô, có một phần. Làm thử đi em, hiệu quả hay lắm đi. Hả? Được chưa? Còn cà phê đã làm được chưa? Cà phê với trà cũng vậy luôn nha. Trà cũng đi vậy luôn, vui vậy chứ. Thôi, nói mấy đứa, có mấy đứa tập thiền đi. Tập thiền để mấy đứa thích trồng thiền hơn, chứ chồng mấy đứa không có tinh thần kêu trồng thiền gì chứ. Chuẩn bị ra rồi mà thấy đều quá rồi. Đây có thường tạng phủ nè, thấy cho giống gì mình mắc hưởng tới kìa. Đây nè. Thì bổ sinh ha. Thấy bộ mình ha, thấy bản thân mình nè, coi chừng cái này thấy chưa? Vô đây nè. Mình dẫn tới gì nè em? Dẫn tới gì nữa? Dẫn tới gì nữa? Dẫn tới gì nữa? Không dẫn tới gì nữa? Dẫn tới gì nhưng mà không chỉ học cái năng lát rồi á. Cả một cái nguồn lực, cả một cái chương trình đưa ra để xử lý cái vấn đề này. Đúng rồi, trầm cảm phao sinh. Chính xác. Cái nghề vậy. Đó là em dẫn cái đông y vô đó. Từ cái gốc làm mất máu nè. Ta làm được cái tâm can nè. Thì can chủ sơ quý, à can chủ sơ lý trụ một cái vấn đề đó. Em thấy mấy cái người già ảnh có hay đó. Ảnh được cái gốc đó, thì có thể để của em làm một cái đề tài nhỏ nhỏ thử rồi sao. Em khảo sát đúng độ trầm cảm phao sinh ở những cái người mà biểu hiện á. Còn người ta có phải là bị mất máu nhiều sâu sinh không? Nó có mối liên hệ gì không? Mà mình thấy đông y mình có hiệu quả, có ý nghĩa liền rồi. Được chưa? Thành ra gì? Cả bản thân mình sắp sinh nở hoặc là vợ mình có thì mình phòng thủ này trước đi. Đó là những thức ăn gì mà bổ huyết nha. Sử dụng của Tây y, sử dụng của đông y nha. Thứ kia là những thức ăn mà có nhiều sắc nha. Rồi thức ăn của đông y như thế nào để bổ huyết nha. Qua hai con đường. Một là thận chủ cốt tủy sinh huyết. Hai là gì? Tỳ, đúng không ạ? Để sinh huyết, nó từ từ câu đó để bổ sung vô. Vậy thôi. Thành này, mình thành này học được cái gì đó em? Học được cái gì hay vậy? Ủa em thấy thành này không lạ à? Khác nhau gì? Giống như nước miếng, nước giải, nước bọt. Ba thứ giống nhau không? À. Lo nghĩ với lo lắng khác nhau. Lo lắng thì là thực chính á, nhưng mà lo nghĩ là hư chính. Sao? Cao khí của các em. Như vậy để học để làm gì thì bộ sử dụng lời chú nhé. Lo lắng còn nghĩ là khác thì sử dụng lời cho để chi ạ, mình phải hiểu rõ gì nó để mình thổi lại người mình để con người ta có đừng có nghĩ là người ta hiểu cũng giống mình, hiểu không? Để coi ta nói như vậy có đúng là không. Em có cảm thấy mình dơ nó là hậu tái là nó có đau, mà nhất quyết là thầy là không đau, không có giờ đau, không có gì đau, bác sĩ nhưng mà tôi nhất hậu nhất ở đâu? Nhất ở lưng, bác sĩ nhất lưng đang xuống mòn, lưng là hậu đau, không đau, không đau nhất là hiểu không? Mình phải hiểu kỹ vậy hả? Đang có trong mặt, trời ơi bác sĩ, con trong mặt chịu không nổi luôn bác sĩ, muốn chết tới giờ giả luôn bác sĩ, thấy trong mặt sao? Nó giống như là đi cái chậm cái người nó lắc lư rồi nó bồng bồng sao bác sĩ vậy đó, phải trong mặt đâu đúng không mẹ? Đó là đừng bao giờ đồng nghĩa là tay của mình phải hiểu là cái gì là cái danh từ trong y khoa để mình check lại cho nó luôn, tại vì mỗi một thứ như vậy nó sẽ đi khác nhau.
Như vậy là theo như em nói là lo nghĩ có thể là bản thân với người đó, hai cái cạnh tôi với người đó. Và thứ hai nữa là cái lo lắng có thể chuyển thành lo nghĩ, dù cái trường hợp bất cấp mà có cái chuyện gì đó ha. Rồi sau đó nếu cái chuyện nó không thể quyết được mà nó cứ bám dài dài và cái hậu quả của nó thì nó có thể chuyển qua qua lo nghĩ bằng một cái tâm tự. Cái nào đi? Này. Nó có những hai chữ mình phải cái chữ quá sức này nó có hai cái nghĩa đó, đó là chữ lao lực và lao tâm, là điều quá sức hết. Nhớ nha. Thành ra không phải cái là như bản thân mình này. Nhưng tụi em mà luôn được tin tưởng là tụi em cũng thuộc hàng đó là quá sức rồi, em hiểu không? Là có một số đặc biệt như dân văn phòng đó, hoặc là thi tự sinh viên được hai một thời gian nó sẽ yêu sâu nhập này, chuyên nghiệp làm nó sẽ yêu mặt một cái nó nóng lắm rồi, cũng là tâm phận một dao đi, cái tâm của nó cũng là quá sức. Người bác sĩ học phổ truyền đang cũng biết chỗ này nhé. Thầy thầy cho em cũng chính năng năm thầy thầy qua thì biết tụi em đang được biết chỗ này. Tụi em không quan tâm cái chỗ này. Không. Em chỉ quan tâm cái chỗ này là gì? Tâm tiền cũng hư đúng không ạ? Động cái hư đúng không ạ? Tâm phận mất dao mà em cứ để điều trị nha. Để em cho hạt liên giao thang, em cho nguyên tiền thang, cho nên em không quan tâm cái chỗ này. Em không hiểu gì tới chỗ này gì. Đó là em không có đi sâu vô để em tìm hiểu gì. Và chính cái chỗ đó là em mới điều trị cái gì đây ạ? Cái quả mà cái quả là ở đây bất cứ gì của cái góc này em không có chú ý. Cái góc này em phải nhận định, em phải suy nghĩ hơn một tí mình thật à, để có khi á, em chỉ cần thay đổi một tí xíu thôi là người ta sẽ thay đổi rất là nhiều cái vị trí của ta, để mình cắt cái nguồn cơn dẫn tới cái quả, em hiểu không? Ví dụ như những cái trường hợp này thầy nói thêm à, suy nghĩ làm thì rất là nhiều, thì em để ý thử đi. Em tập trung thì học, em học kè, thi thi gì đó, sao đó tự nhiên cơ thể em nó có phân ly gì hết trơn. Nó thành ra cái tâm thần này, ví dụ mình sử dụng thần tiên ra giao thang, mình sử dụng một cái giao thang thang gì đó để mình điều hòa tâm thần lại. Mình không muốn thuốc thì mình cứu, ví dụ như là mình cứu thì mình tam gia, mình cứu thì tùy cứu gì đó. Được chưa? Nhưng mình phải chú ý là cái này là tôi có pháp của mẹ nha. Nếu mà để lâu quá thì cái này là nó sẽ ảnh hưởng càng nhiều, tôi không hiểu biết được. Thì mình phải biết được cái gì để chúng ta có cái gì. Ví dụ như thế này, như thế này. Để mình có dụng phòng thì để phù hợp luôn. Cái này cũng vậy. Nha. Bất thường vật chất thì dễ là tinh khí, thần thần và lớp một. Số lượng chất lượng chất bộ phù hợp vào tình trạng của thần. Tâm thần thì chịu sự nuôi dưỡng của tâm huyết. Nó là có thể đối bại. Được chưa? Còn đây là can nha, và thận tàn trí, cái gốc của thận luôn, và nó liên quan can tàn phòng. Cái này là cái hình ảnh để giải thích cho tụi em, nó ngủ mà tụi em hay nói là ảnh hưởng của can như thế nào, của khí, của thận như thế nào, của cái như thế nào, là nó gốc nó liên quan đến cái ngủ trí nhiều hơn nha, để mình giải quyết. Chứ còn can cũng sơ tí, chứ còn là thận chủ gì ý chí của phòng, quan trọng nhất là cái liên quan tới cái ngủ trí, ngủ ý, nó ảnh hưởng nhiều hơn. Mà nó thiếu biết đấy mà em. Dẫn đến là tâm trí khiếp sợ. Tất nghĩa là gì vậy? Tất cả đều ảnh hưởng tới tâm hết. Em nhớ kỹ những cái hình này nha. Cái đồ hình này nè. Tất cả đều ảnh hưởng tới cái gì vậy? Cái sẵn đó. Ở trong tâm hết mà nó dẫn tới. Có thể chính bản thân tâm nó có vấn đề. Được chưa? Ảnh hưởng tâm có vấn đề. Hoặc là ở đây nè. Là cái can biết. Nó cũng ảnh hưởng. Can khí nó cũng ảnh hưởng. Hoặc là chính cái thần nó cũng ảnh hưởng tới tâm. Để nó dẫn tới cái mức độ. Bởi học cái này thấy là dễ gì cũng khó. Thì cái hình nó sách quen. Cho nên là ảnh hưởng và rốt cuộc nó dẫn tới thất niên. Nên là hỏi tổ thật nhanh. 227 nghiên cứu với 17.916 người được phân tích ấy, thì người ta tìm ra được 87 hội chứng y học cổ truyền đi. Cái ghê 87 hội chứng y học cổ truyền thì có thể làm sàng nó. Thì trong đó đây là nó có 2, 4, 6, 8, có 10 thể, hay là 10 hội chứng với tần suất cao nhất.
là 10 cái trong sách kinh thánh. Có phải tự nhiên mà thầy viết 10 cái đó là vì lý do này. Do vậy mình chỉ học được 10 cái trong 87 cái học chính. Thành ra cái việc mà tổ hợp lại với nhau á, rồi chỉnh hợp vân vân rất là nhiều. Không phải người bệnh nào cũng đọc được 10 cái gì hết á, mà nó phối qua phối lại phối rất là nhiều. Do vậy mình học cái này, mình làm ơn mình nắm được cái cốt yếu của cái vấn đề không? Học cũng lâu không bao giờ mình xài được như vậy hết. Và thầy đảm bảo với em luôn á, 10 cái này nè, em điều trị á là nó có thể là nó giảm hoặc kia một phần. Quan trọng là em cảm nhận nó từ 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 mà em giao giảm khác nhau thì mới hiệu quả tốt hơn, vì cái sự phong phú nó lớn. Tại sao thầy nói cái điều này? Để nhiều khi em ra trường em nói trời ơi sao mà thầy cô dễ học, ví dụ dạy gì nó ra điều gì chắc chị không hết được gì chứ. Không phải chỉ dạy được một số thể thường gặp nhất và tỷ lệ cao nhất mà thôi. Trên lâm sàng là cái sự mà hợp cái hội chứng bệnh là thường gặp. Ví dụ như là vừa có can thận ung thư, vừa có tâm tỳ ung thư, vừa có bị khí huyết, rồi vừa có loạn khí kết, nó rất trầm lắm của nó. Nó quan trọng nhất là em quyết định em đỡ cái nào trước và cái nào sau. Thật ra sau này mà tại nào mà có cơ hội đi du học Đài Loan thì các bạn sẽ thấy cái trường phái sử dụng thuốc ở Đài Loan hiện nay là sử dụng thuốc bột, chứ người ta không có thuốc thang nữa. Nó thuốc nó người tất cả là đều tinh chế hết, tức nghĩa là cái thuốc thang đó người ta nấu lên xong rồi ta khô đặc, ta chế thành dạng bột. À, và cái dạng bột này á, là nó thành ra là có thể là bột từ vị thuốc bằng bột một bài thuốc luôn, một bài thuốc. Thành ra là khi ướng của thầy thuốc Đài Loan thường kê là nhiều bài thuốc đặc biệt để cái gì, ví dụ người ta lấy một bài thiên giao người ta pha với một cái bột của bài hùng vị, người ta lại pha với một cái bài điều, cái ví dụ như là sơ can tiền tỳ, ví dụ như là cái bài sơ can thang, xài hộp sơ can thang, người ta phối ba bài thuốc lại với nhau nhưng mà không chút chiếm gì. Em hiểu mà cái bột nó còn không tí. Thành ra khi cắt ra uống chế cái nước sôi như vậy lên thành cái ly nó được chung, nó có chút chiếm nó còn ít hơn cả cái đường dịch ở trong cái túi thuốc của mình ở đây. Em hiểu mà cái trường phái của Đài Loan là uống thuốc bột là chủ yếu. Còn trong khi đó ở Trung Quốc ấy, thì ấy, lại là sử dụng dạng thuốc thang vẫn còn nhiều. Còn ở Nhật Bản thì cái thuốc thang ấy, nó lại càng ít, nó sử dụng tinh chất không. Nó không xài thuốc bột nhưng mà nó xài thuốc nước, nhưng mà nước nó rất là ít. Ví dụ như cỡ nấu cũng nóng nhỏ vậy thôi. Đó là mỗi một cái người ta sẽ thích một cái hướng khác nhau. Còn Việt Nam của mình đó là thuộc hàng đó là vẫn còn thuần theo ông bà xưa để lại đấy. Cũng là ba chén còn 6 phần hay còn 8 phần sắc cô luôn. Nhớ nhìn cái này mình chỉ học mười để mình gặp nhất mà thôi. Cái này là em học nổi không? Em học nổi học hiểu. Tụi em học nổi là thầy dạy cho em luôn á. Tụi em làm ơn đừng có học học để chừa cái não mình làm gì khác nha. Em đặt cái đề lên á, em đặt cái đề lên em hỏi người bệnh, em cảm nhận người ta vô cái gì thôi. Tại vì sao ạ? Vì đi thi á, hỏi cho em bầu là bệnh nhân điển hình đúng không? Cái biểu cái đề thi lý thuyết là đề điển hình, đâu có đề gì mà khó, biết sao không? Đó, thì thành ra là mình đặt, là mình vô cái gì trong người cái thể thôi. Không hỏi thầy khác, không có phối thể luôn rồi. Được chưa? Để câu hỏi đi bên nay thì có đổi đi xíu á nha. Thầy bắt đầu chi tiết, ví dụ như thầy sẽ cho em cái triệu chứng gì, rồi cho thầy cho em hết triệu chứng gì, nhưng mà thầy hỏi thêm cái cơ chế nào nó sinh ra. Em hiểu đi thầy không? Ví dụ như vậy thì sẽ nhận ra được a à, cái này là do gì đây ạ? À? Cái này là do hư huyền bóc nó ảnh hưởng tới thần minh. Trong sách là thầy không hỏi gì ngoài sách đâu nha, hiểu không? Em phải đọc em thấy hình chung qua được như vậy. A à, cái bóc này đúng không mà à, cái này là do quyết thư nha, thần không có tài lượng, thế là thần linh nó không giữ được ráo rồi, hiểu chưa? À, cách khẩu nó hơi khác đấy, nó vô cái cơ chế gì sinh ra nó ngủ. Còn tận lâm sàng ví dụ nó mất ngủ hay quên đó, có hai câu hỏi liên quan tới tận lâm sàng nữa. Tận lâm sàng nó mất ngủ có gì không ạ? À? Em đọc sách xong em thấy tận lâm sàng thì xài không? Có không? Khi nào em nghi ngờ nó là tổn thương mất ngủ dạng thực tổn, mất ngủ thực tổn thì em biết cận lâm sàng nó mới duy trì. Còn cái cận lâm sàng mà nhiều nhất được sử dụng hiện nay nó mất ngủ này đó chính là không thì nó đâu có gì chứ. Sợ nhất là các bác sĩ lên đi ngoài đồng nai cho nó đừng có đồ ra đúng bệnh đâu, nhìn gì nó đồ mà biết nó là gì ạ? À?
khi máu não thì bị rối loạn, mình biết bị giải rối loạn thần kinh cực gặp, mình bị rối loạn, biết rối loạn tiền đình, không biết sao mà được ra đó thì thề đúng không? Lâm sàng nào dùng cho rối loạn ngủ không? Người ta sẽ đo đa khí thức ngủ, đa khí thức ngủ bây giờ nó cũng thường hơn. Có điều đa khí thức ngủ như giá rẻ thì đo như là 4 triệu một lần, 4-5 triệu một lần, tùy theo cái sự tiết tác nào nó mắc hay nó rẻ. Nhưng cái đa khí giấc ngủ đó nó có giá trị cao nhất trong một cái bệnh lý thôi, đó là hội chứng ngưng thở khi ngủ. Em về đọc đi cái đa khí giấc ngủ, người ta vừa đo cái điện não đồ nè, cái điện thị giác nè, rồi hô hấp nè, điện tim vân vân, người ta sẽ cho ra kết quả cuối cùng. Được chưa? Còn lâm sàng có giá trị nhất là điện gọi là đa khí giấc ngủ, chứ không phải là điện não đồ. Đa khí giấc ngủ và có giá trị nhất là trong cái hậu chứng ngưng thở khi ngủ nha. Cái câu hỏi này hỏi lên nha, nó trước rồi đó, thầy cho tình huống, nhưng mà hỏi cái cơ chế ở phía trong sử dụng là cái cơ chế gì, đặt tên là biết liền này. Rồi, bất thường đại khí này. Cơ chế thất nhiên, thấy chưa? Vậy khí không nhập vào tam phần thì âm khí bị hư, làm cho nó không nhắm lại được cái mũi. Ở đây chú ý cái vị khí là của anh. Cái này thì đi hơi sâu rồi, anh đi thi quá hỏi rồi. Này là qua cái lời trẻ cái gì? Giúp mơ, họ đặt đi. Để sau này hỏi bệnh hỏi, cái này là em sẽ về đặt. Nè, ở trong cái thi mà là mặt yếu tinh vi luận. Em rõ cái thi là đây là mặt yếu tinh vi luận của tố vấn thì em sẽ ra một cái của đồng y giải thích. Bác sĩ ơi, dạo được cái tháng này nằm mơ gì kỳ cục quá, thấy tối ngày đi lội xuống lội đường lội nước thì đâu không còn nằm mình dưới nước không, thì cái đó là một trong những yếu tố mình sẽ gợi ý là cái người này cái còn năm hơi tỉnh đó. Thật ra em cho đúng một vị thì nó là em càng ngủ ăn bệnh nhân không đỡ mất ngủ mà càng ngày càng tệ hơn nữa. Thì lúc này một là em sẽ bổ dương lên, hai là em dẫn năm ra bớt một trong hai cái đó đánh giá lên lâm sàng. Thì hiểu mà, thì qua cái giấc mơ thì em nhớ thì cái giấc mơ thì mới có một buổi học tính nha, nghĩa là mới có một hai ngày thì không tính, mơ nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại là người ta phải chú ý, thì lúc đó nó mới có ý nghĩa của đồng đi nhiều được nha. Còn mơ mà mới xuất hiện là khi nào đi học thầy mà cái gì đó gọi là mộng hay gì đó giải mộng á, thì em gọi tính. Dương thịnh thì lời mộng lửa cháy to, âm dương điều thịnh thì giết hại lẫn nhau, thuận thịnh thì thời mộng bay, hạ thịnh thì thời mộng ngã, hay không? No quá thì thời mộng cho, và đói quá thì thời mộng lấy. Can khí thịnh thì mộng nói, và phế khí thịnh thì mộng khóc. Đoán còn nhiều là người ta nói ngày xưa là giống như dung sáng này, hội họp con người. Đoán trùng với dung sáng thì mộng đánh nhau xe xác, thì cũng hay đi nhiều khi thấy á. Đọc cho tôi biết. Rồi, cái này đọc thêm nha. Không có phần thêm. Dâm tà khắc họ. Cái chương của Linh Khu này, nó có hai viên Linh Khu với tốt lắm. Đố tụi em là sách nào ra đời trước? Sách nào ra đời trước? Phải đọc sách ra đời trước, phải đọc sách ra đời sau. Đồ Vân. Đồ Vân. Sai. Đầu tiên Linh Khu ra đời trước, ở Khu Tố Vấn ra đời sau. Thành ra bắt đầu đặt theo thứ tự là Linh Khu đọc trước đi, và sau đó là Tố Vấn sau. Thành ra em sẽ thấy á, trong Tố Vấn á, nó sẽ có những thi nó gần gần giống như Linh Khu, mà nó có khác tí xíu mà. Nó có khác một số thi nữa. Rồi, mình qua cái bài số 2 nha. Và cái bài số 2 là cái bài điều trị á, phần 2 điều trị của phần sinh lý vậy thôi.
rồi cái này thì nước pha lên cái này xong hết rồi. Ví dụ thầy cho một cái tình huống, thầy đọc lên thì biết nó là gì ạ? Em đọc lên thì em sẽ hình dung nó là cái thể gì trong cái quần thể đó. Em đọc lên thì em thấy được đó là càng út phá quả thì thầy cái cơ chế nằm chỗ này. Đọc tiêu mới đọc đấy. Nè, lý thực nghiệp. À, lý thực nghiệp cái gì đây ạ? Được chưa? Lý thực nghiệp, được chưa? Nha, thì nó sẽ dẫn tới vấn đề phải đặt cái tình huống lên em thấy cái này là cái gì đây ạ? Chiều em đặt lên em thấy là thận hư đi, được chưa? Em thấy thận hư lên thì em sẽ nó sẽ là cái liên quan là do động gì nha, là khiến quá của em không đủ là làm mát cho tâm, khiến tâm bảo vệ thận đi. Em đọc cái đề lên em thấy cái này là liên quan tới tình huống mà có cái đề đấy gọi là gì đây ạ? Cái cục gì cung cấp nguyên tắc làm bài là gì? Đặt tình huống sau đó hình dung nó là gì trong quần thể đó, rồi cái bước thứ ba nữa là nó sẽ quy ra được cái cơ chế dẫn tới bất ổn thì không rồi. Còn cái đề đọc lên rồi cái mình thấy cái này là đang viết thư hoặc là tập viết thư được chưa, thì lúc đó nó sẽ là cái tâm hình đó nha, chiêu khí hiếu để cho tài về được chưa, làm chiêu khí động được bất ổn được chưa. Rồi cái này cho cái tình huống ví dụ như là đang tiền tuần hòa đó, do đó cảm xúc này ăn uống không được mạnh này nha, thì nó làm ảnh hưởng tới cái cơ chế của dịch huyết lưu dụng can, nó tắc trở và dẫn tới mức của vậy không. Thầy hỏi như 4-5 câu thì chỗ này không 4-5 câu nhưng mà đề thi cho đúng câu nào không cũng biết nha, thầy chỉ nói cái phần thầy cho mà tụi em hôm nay em hơi lỗi với chị rồi, còn cái phần này em có cho. Lâm sàng thì theo kiểu whisper ở cái kia nè. Đó. Được chưa? Đó là ký ức cũ của em. Chỉ được cho khi nghi ngờ đó là có một cái tổn thương thực thể đi kèm. Mình mới cho CT MRI. Lâm sàng thì theo kiểu tiêu chuẩn chẩn đoán cái ICD 3 không có hỗ trợ gì. Mấy cái này thì không đúng rồi. Tập nhanh mấy cái này nha, nó cũng khác thì trong đề có bài và sử dụng những kết quả của bài học viên sai để ra ký ức cũ nó đo nhiều cái tham số rồi. Tập cái trang quá bài nha, tập cái năm sách có cũng hết, không có gì nữa không. Rồi em học tới đây là em hỏi được là em hình dung được nghi nghi đó là cái gì rồi. Rồi, phục nhiệm cung cấp này, tâm hóa tụng là tai này. Thứ tư là gì? Làm nhiệm cầu nhiễu nè. Thì dĩ nhiên là ảnh hưởng tới thần trí rồi. Thì không thể được nhiều được. Các tiền bất hòa, tiền bất hòa nằm trong đó. Tâm biết hơn thì thôi là ok rồi nha. Tâm âm hơn thì dễ rồi. Ảnh hưởng luôn. Số 8 là gì? Tâm tiền nhiễu hơn thì là hương chứng nha. Số 9 là tâm cầm bất giao. Tâm cầm bất giao. 10 là tâm cảm thấy hư, xong, một cái hình tập. Rồi, chúc mừng luôn, tiếp tục vào. Đây bài bệnh học, bài điều trị đúng không? Đây là cái xe hai bài. Ôi, nhục nhà. Đây, thấy không? Thầy có diện học cái là có mất ngủ mà sau mình chụp lại.
ta đọc chục bài báo cáo khác nhau, mình nói hơi khác, đúng không? Tập học cái bản này trước đi, đừng có vô sâu. Em phải liệt kê cái bản này trước để đi thi khỏi dễ cho cái tình huống đó. Được chưa? Cái bài thuốc nào phải nhớ bản này, không được nhớ bị thuốc thì thuốc tính sao? Thì thuốc thì vô trong này. À, ví dụ như bây giờ ở đây vô cái gì để đọc, à, đọc lên cái đề thôi, đúng rồi, thấy thấy tâm thần bất giao, các chị tự dùng bài thuốc nào trong một lô bốn bài thuốc thì mình phải biết đó là bằng đi hay không hay. Cái bài này là nó hay, cái đề là nó hay ở chỗ đó là chỉ tính tâm học trước. Sau này đó, tụi em đi làm mình nó có phần mềm á, em gõ lên cái mà nó đa đáng mấy tên là hết, em đâu còn nhớ đâu, nó có bị thuốc gì đâu, nhớ những bào chết luôn, thầy còn nhớ không nổi. Thầy nhớ được có mấy bài trong đây á, thầy nhớ nhiều nhất đố đây là bài gì á, thầy nhớ những bài này một bài này là hai, nhớ thầy cũng nhớ được hai đó, nhớ cái gì nhớ không nổi. Nhưng mà thầy biết nguyên tắc quan trọng nhất là học đại học, thì em nhớ nguyên tắc cái con đường em đi tới những cái vấn đề, chứ không phải là em phải biết nấu hết món là cái gì, được chưa? Chứ em đọc lên em khám mình đem, à cái này cái nghe là gì trước của phục vụ cung cấp rồi đó, em biết được rõ cái gì à, cái keyword của nó là phục vụ cung cấp và thuốc lập tức là gì ra để rút gì thật công hay để em xài rồi, quan trọng là nhận ra như vậy á. Thế còn nhớ thì chỉ nhớ được một hai bài nào mà mình hay xài đi sẽ tại nhiều hơn, chỉ nhớ được. Đây ở đây là có nhiều điểm kết không, em đọc sơ cái liệu pháp mà dẫn tới hành vi CBT nè, à, cái CBT này á, nếu mà nhìn qua đau bi á, là nó có một chuẩn nè, đó là cái thiền của nó, cái thiền của nó là đi hoàn hoàn nó nhiều đường máy mà cuối cùng lại có một câu quan trọng nhất của thiền là cái gì ạ? Sống cho giây phút hiện tại, ăn thì biết mình ăn, đi biết mình đi, thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, chửi bạn biết đang chửi bạn. Tức nghĩa là mình làm gì đó thì mình tập trung cái việc mình đang làm, em hiểu không? Chứ bây giờ em nghe ông thầy làm giảng nhưng mà cái đầu của em nghĩ là cái gì, là chiều đang không biết bạn gái mình đang ăn cái gì, hay là gì chiều là gì, ngày nấu cơm gì ăn hay là gì đó, thì là không phải là thiền. Nói chung là tóm gọn lại có câu đó là mà mình làm được, mình làm được, nhưng mình làm được phải thì hơn tí xíu chứ mình quên là giống như thầy dạy em mà còn cái đầu thầy nghĩ đấy là chết mình quên lại nhà chứ còn con thì không chuyện như thế nào, là cái đầu thầy đó phải chạy những khác, mặc dù thầy đang nói như vậy, em hiểu không? Cái CBT là nó quan trọng, nó giúp cho người ta nhận thức được sự phù hợp kịp trước kia để cho cái kết quả nó tốt nhất. Còn cái thứ hai là gì đây ạ? Mà Việt Nam mình đang bị dính nhiều cái bản này, còn chỗ hồi xưa có một thầy lớn ông nói cái này, thầy thấy đúng thiệt á, chỗ này cái này là lại xin cái bụng kém đi, là những bệnh nhân mà mất ngủ à, hoặc là cái ngủ không phải đủ, nhiều khi coi á gọi là cái phòng thủy, cái phòng ngủ của mình bố trí cái phòng thủy mà không có gì gọi là ghê hoặc là mê tín à, cái phòng ngủ chỉ thiết kế để cho hai người con nước ngoài người ta đi ngủ luôn, một là để ngủ và hai để quan hệ tình dục, chứ không thể nào để làm gì khác. Còn cái phòng ngủ mà dù có tivi này, dù có kệ sách này, bạn có đủ thứ trong đó luôn thì nó không phải là cái phòng ngủ. Đó thì chính điều đó nó làm sao nhảy cho cái việc ngủ đó. Mà người việc của mình thì diện tích phòng nó nhỏ lên, thành ra mình đa chức năng ở trong đó, thành ra mình bóng cái đèn bỏ kia thì làm đủ thứ chuyện trong phòng ngủ, thì đôi khi mình ngủ không tốt cũng chính vì cái không gian ngủ nó không có đảm bảo, nó là vậy không? Thì vậy là tốt đóng tiền ra, nhưng mà nhiều cái thầy có một bệnh nhân rất là giàu, rốt cuộc không có ngủ biết gì lý do gì không? Cho cái phòng của ổng sử dụng đá thành ăn đó. Mình đến trong đông y của mình nó có một cái nó gọi là thành trị liệu, là dùng đá để trị liệu, mỗi một loại đá nó có một cái dùng năng lượng khác nhau. À, cái anh bệnh nhân này là một cái người để gọi là một tư vấn, giống như để chấn thạch vậy, dùng thạch để chấn đi, để cho cái công việc nó thăng tiến rồi nó không có xảy ra sự cố, mà chấn thì vô cái phòng ngủ
thành ra cái lượng mà từ trường đó những sàn cho thạch nó tạo ra quá lớn, chỉ cần giờ chúng ta cái phòng riêng phòng cổ nó cũng không lắm, thì sau đó phải gọi bớt cái đá thành ở trong phòng này, nó thay đổi gì đó đi. Thành ra em thấy là cái phong thủy, là cái phong thủy là một môn khoa học, chứ nó không phải là cái máy tính gì đó. Cái phong thủy nó tạo cho gió và nước lưu thông để không khí để con người có thể tốt nhất ở trong cái môi trường. Bởi vậy là tại sao vô thầy nói thì cái mở cửa ra, tại vì lúc mà thầy bước vô là đã thấy nó ngọt. Cái cảm nhận của mình, em ngồi đây á, theo đồng ý mình đi. Còn nếu mà thầy kêu lên phải mở ra, mà mình cứ ở trong đây hoài mình sẽ bị đúng gì, tâm lý nha. Bởi vì mà lấy gắn kéo mắt dài, ví dụ mình ngủ mà nó đường nó mệt mỏi, bị gì mà dân văn phòng á thì đã bảo với em mà chỉ có mùi nước văn phòng là còn như mùi nước thì nhìn thấy không? Chán ghê luôn. Thì cũng học đông y, tiêu đông y hơn tí đi. Nó bị thấp quá em. Ở trong cái phòng nó không khí luôn không kém, mà hơi người bốc lên này, rồi máy lạnh nè. Rồi ra nữa, rồi Việt Nam mình đang vô mùa mưa, nó hơi ấm nhiều quá. Thì cái thấp đó là lại là cái đó. Là cái hơi người là cái thấp. Thành ra về cứ than hoài. Trời ơi, sao mà nặng nè, cơ thể đi nổi vai, nặng lưng, nặng gối, nặng huyết trắng. Người chỉ ở một buồn ngủ, ăn mà ngủ làm một hồn nữa là nghe đầu tổng mình ngáp tới ngáp luôn. Thứ bảy chủ nhật đi chơi ngoài thì khỏe không? Nó gọi là chỉ đi du lịch chỗ khác khỏe ghê. Đó là cái thấp trệ đấy. Thấp trệ. Nhớ chưa? Thôi, để con. Tiếp. Nếu phức tạp quá thì khám chuyên khoa khác. Chứ không phải lúc nào bệnh nhân cũng làm được thánh thần, làm được hết đâu nha. Phải có phối hợp chung với nhau, giáo dục lối sống, điều dưỡng tinh thần, rèn luyện cơ thể. Em quan điểm như thế nào về rèn luyện cơ thể cho đông y? Rèn luyện cơ thể hạn chế lối sống tĩnh tại, quá sức thì dễ bị nổ đầu chứ. Rèn luyện cơ thể tập thể dục thể thao và lối sống tĩnh tại, em quan điểm gì theo đông y? Ngoài cái giờ sinh học ra thì còn cái khác. Còn căn cứ thì đọc sách cuốn hết rồi, thầy nói nửa giờ để cho em nói thì trả lời thôi nha. Thể nào là có trong cái quyền hết. Giờ thầy đọc lại cho em chi nữa. Rèn luyện thể theo đông y, dưỡng sinh rồi nó giúp cái gì, là thấy bệnh nào thì kết hợp với rèn luyện thân thể, hay ai cũng có rèn luyện thân thể hết, thấy bệnh nào thì sẽ trội hơn. Khi em tập thể dục có những cái gì nó sẽ là thay đổi cái đông y. Đúng, một là khí. Thì trong khí người ta có một cái phần rất quan trọng, rất là khi nào cũng tới đối với em. Trong khí nó có một cái phần nữa, ngoài cái việc là nguồn gốc của khí, thay dụng như linh khí, nguyên khí, tâm khí, rồi vệ khí, rồi kia đó. Là một phần về vật chất nó tới là cái khí cơ, đó là cái khí, cái luồng khí đi một cách tự nhiên theo quy tắc của mình. Ví dụ như bình khí là phải, đồ cũng là tùy khí là phải, can khí là phải, tất cả mọi thứ, thận khí thì đó là cái khí cơ, là cái khí đi bình thường các tạng phủ. Đôi khi bệnh lý không phải vì khí hương, không phải vì khí hút, không phải vì khí chạy, mà là do cái khí cơ này nó bị bất thường, cái luồng di chuyển nó không bình thường. Thì muốn như vậy
17 là ngoài những tập thể dục thể thao các bình thường phải chú ý tập cái chỗ này. Tập như thế nào để được đi tiếp cận. Là trong cái gì á? 60 bài tập luyện sinh của em tập đó hết rồi. Các em chỉ cần tập đúng thôi. Đúng là vì sao ạ? Một, đó là thầy cái bài của thầy chỉ cho đủ cái cài đặt cái em càng thấy nhảy lại. Nó rất đơn giản nhưng mà đặc sắc của Việt Nam. Nó có tính khoa học trong đó. Và thứ hai nữa, khi em luyện được như vậy ha, thì cái quan trọng là cái ý chí của em đi cùng với hơi thở là nó luyện được cái khí cơ nó chỉnh được. Vì trong đồng minh nó có những cái em chỉ dùng cái tay em chăm gì đúng không? Em cầm em cái tay gì không đúng không? Em chỉ là em chăm tim lại gì em đưa cái tim qua khỏi da nó vô cái khí cơ thôi đúng không? Em nghĩ như vậy cũng đúng nhưng mà không đúng. Nó có những cái không thể nào em nhìn thấy được bằng mắt thường. Đúng rồi, chính xác. Nó có liên quan tới cái khí của em nữa. Và cái thứ hai là gì nữa? Đó là cái ý của em nữa. Đó là ý chăm và ý chăm. Cái tim nó vô à, khi em chăm tim em sẽ tập trung vào cái mục đích của em biết em đang chăm tim em tập trung vào cái đó. Để em không bị tán khí, không phải là điều hết bệnh đâu. Trước mắt em không bị tán khí trước cái đó. Bây giờ thì em nghe đến lúc anh chăm lên lao lao em chăm nó sợ như thầy dịp nhà em chăm tới 20 giờ rồi em điện đã được. Mặc dù cuộc gọi đầu em đâu có nặng nề đâu. Em luôn luôn được em đi nhưng mà cái khí tổn thao của mình trong một cái linh con nó rất là rõ à, cái người đi chăm là dù một phần khí của mình để gì cũng rõ. Thành ra em không có tập trung kia là em rất dễ tán khí khi em chăm luôn. Và không có hiệu quả. Vừa không có hiệu quả mà lại vừa tổn thao chỉ để bản thân người đi chăm. Thành rất cần tập cái gì này. À, đó là cái ý và cái khí đi và đồng thời cái luyện khí. Mười trăm cuốn mà không luyện khí là không có hiệu quả, không có hiệu quả. Nhớ chứ, mấy cái đó là đừng có nghĩ này là chuyện đó nó thấy nó siêu nhiên quá hay là nó gì quá, nhưng mà học đam mê mình phải nghĩ tới những công việc này để mình chỉnh đi được chưa? Rồi cho em hỏi gì nữa không? Không hỏi thì con đi về xong. Cái giấc ngủ trưa rất quan trọng nghe. Theo tại vì họ nói thì theo đồng nghiên cũng rất quan trọng luôn. Cái giờ ngủ trưa của em quy lại là một sinh học của đồng nghiên nó đúng ngày giờ. Nó sẽ giúp cho cái việc mà thần á, tại vì để nói đồng thần nó gồm cả thần tâm hồn, cái ý, cái trí, cái pháp cũng nó luôn, nó thì nó sẽ làm lại cái môn mình và nó để nó giải phóng một số cái câu chuyện mà nó bị ứng dài lại nó qua cái cuộc tương nhóm này, nó để chuẩn bị cho những cái giờ phía sau, ví dụ như giờ hợp tái hay giờ thất vân vân á. Không bao giờ là có chuyện buồn lên. Đã bất đầu thì không có buồn lại. Và cái buồn lại của em sao nó còn mạnh mẽ hơn nữa. Tại vì sao em sẽ bị hai lần là đồng hồ. Cái là đồng hồ thứ nhất em ngủ tránh đêm là đồng hồ thứ hai em ngủ buồn. Em đi hết cái chu kỳ của nó đâu ai cho ngủ gì đó. Tại em đợi hết hai lần rồi. Trong khi đó cái cách khôn ngoan hơn đó, là mình đã lỡ một lần giống như này. Chưa bây giờ thầy gặp thì biết là một giờ mà không được để tới một giờ càng phải đấu mới càng phải tài nguyên đưa quyết định. Bữa nay mà ngủ đố có một giờ thì ngày hôm sau thì thầy phải có một số cái thực phẩm hoặc là cái bài tập thở của thầy cuốn về cái càng nhiều hơn để thầy chỉnh hơn và thầy lập lại cái chu kỳ của đó chứ thầy không được ngủ buồn. Có ngủ buồn hay chăng là em trò những cái giọng của
trường đó. Em nên lập cái mục trường đó để đem chỉnh lại. Ta chỉ có một hướng để tụng lại một tiếng ngày hôm qua. Nó sẽ bị hai lần tụng này. Những cái câu hỏi đặt ra hai câu. Ăn thức ăn gì? Để mình giải quyết cho mình dưỡng can lại. Can lại biết mình có việc gì mai. Đúng không ạ? Mình dưỡng can. Lúc nào mình tự đứng là khỏi mọi người ta thì mang cái mặt. Nó đồ lẫn mà nó biết hết cái gì kỳ rồi. Đúng không? Không có hồng. Tiếp chất gì mà để dưỡng can cũng được. Và thứ hai là cái bài tập thở gì để em sẽ dưỡng can nguyên. Và mình có hết trong đây là xử lý được hết. Thầy giúp thầy. Thầy nói cho em kiếm đồ ăn chua, em chua. Tại vì cái can thì gì đó, chua. Nguyên vị can kiếm cái nào xanh vừa chua lắm. Dù như xoài, cóc, rồi cóc xanh, xoài xanh, chắc nó cuốn ớt được ăn vô kia. Thua luôn. Hai cái này là một cái đó, là cái sự mâu thuẫn nó trong cái vấn đề tùy tịnh ha, dạy là bế tinh diệu khí tồn thần thanh tâm quả dục chủ trong điều kiện hình, đúng không ạ? Được chưa? Thì ở trong cái quan niệm này thì theo đúng như cái nguyên lý của đông y á, thì cái vấn đề mà giao hợp của trời đất là cái câu chuyện để duy trì cái sự sinh sản đồng giống. Và thứ hai nữa là để nó tạo nên một cái thuật trường sinh, thuật trường sinh. Thì thành ra đó là cái việc mà quan hệ tình dục điều độ để tăng cường thể chất là đúng. Còn nếu mà bế nhiều quá, lâu quá thì thành ra nó sẽ có một cái sự lệch pha. Còn việc mà bế tinh đây không phải là bế là không ra mà có một cái gì ở trường mực theo cái quy luật. Thì theo thầy là cái này thì đọc nhiều sách thì nó đúng. Đúng không? Có một cái nhánh để mà luyện gọi là gì đó đắc đạo và thành tiên đó, là qua cái việc này cũng mà cho nên nó bị bày lại nhưng nó là một cái thuật đàng hoàng đúng không? Là qua cái việc tìm hai người mà đều là gì đó, có cái mong cầu để trở thành được giải thoát đó. Nó có đúng không? Và các tranh kể cả những cái gọi là phồn thực tức là phồn thực giống như là liên ga là vô đi nè. Và những cái câu chuyện khác nữa thì cái việc mà quan hệ tình dục giữa nam và nữ là cái câu chuyện rất là quan trọng của tất cả các giống mẫu. Nhưng mà thường nó là phần thiện về người nam đúng không? Khổ vậy đó. Người nữ đến thì có thể bập sâu đi em sẽ thấy. Thì cái quyền của Đông Ly nó giải thích em thấy nó rất là hay. Rồi cậu nào hỏi luôn. Cái mơ này thì có nói em một đời người mà chả mình nghĩ mình chả bao giờ mơ, nhưng mà thực sự ra là cũng dành khoảng 6 năm trong cái chuyện đời, khoảng 60 năm đi. Nên là kia vì sao nó liên quan tới cái chỗ mà nếu ngủ nó rây thì nó liên quan tới cái việc trí nhớ nó còn lâu lại hay không, em có nhớ em có biết được hay không, do nó về xảy ra ở giai đoạn nào thì để đó sẽ đi sâu vô cái phần sinh lý học giúp mơ. Em bỏ vô từ tiếng Anh đó là cái chữ dream đó. Physiology, em bỏ sự lý giấc mơ thì nó sẽ có nguyên một cái bài nó về cái giấc mơ. Cái đi rất là sâu, cái này giải thích. Và trong cái giấc mơ là giống như cái hiện tượng deja vu, cái này nói thì khi mình mơ mình thấy là
giống như là nó đã xảy ra thật, và đôi khi ấy, là nó là cái dự đoán của tương lai, dự đoán của nhiều cái khác, cái này nó sâu lắm em. Và người ta thường hay nói nếu mà có giấc mơ thì thường là nó xảy ra trong những giấc ngủ sâu đó, nó mới có giấc mơ. Và cái giấc mơ mà em nhớ được thì thường thường đó cận biên, nó cận biên là gì, nó cận biên nghĩa là chuẩn bị chuyển qua giấc ngủ nông. Thành ra em sẽ nhớ được quãng, em nhớ được một phần mà đó có giấc mơ, một cái phần trước em không nhớ. Thế là cái cận biên mà bắt đầu nó đã chuyển, nó đã chuyển đi qua giấc ngủ nông, em sẽ nhớ mà. Câu hỏi á, ví dụ thầy hỏi em nè, người dân gian hay nói bác sĩ ơi, tôi nghe nói là tôi ngủ không được á, các bà con cô bác hay bày tôi mua chim sen uống nó sẽ, thì em sẽ là tư vấn được anh. Một chim sen thì mắc lắm em, phải rẻ không nha em, nhà em nghĩ là nó dễ uống không? Ôi đúng, đâu phải dễ uống đâu, đáng ghét nè, dễ thích làm sao rồi, em tương bớt làm sao, đặt hiệu quả nè. Đó, vô chủ đề của Romy nè. Câu thứ hai nè, bệnh nhân đặt nè, bác sĩ ơi, cho con chồng kì của Việt Nam là hay sống bằng lợi lộn. Và thứ hai nữa là tiền nguyện. Còn bác sĩ ơi, nghe kể cho ông kia còn mất của mấy năm luôn nhỉ. Đó là họ ăn một cái món đó là ông lấy cực theo không? Ta không dùng từ thật khe, không dùng từ thật heo nên dùng từ cật. Họ lấy cật heo bác sĩ, cái ông chung với hẹ bác sĩ, còn ăn vậy họ hết bụng, nhưng là ngủ ngon, ngủ sâu luôn á. Mất ngủ 20-30 năm mà hết. Bác sĩ cho tôi lời khuyên, tôi có nên ăn gì không? Tiếp theo đi, tiếp theo là thủ nhất nè. Bác sĩ ơi, chỗ dạo này thấy ông xã tôi ông còn mệt quá, không làm việc làm được quá, ít mua ít yếm về chưa trong ăn để ông có sức khỏe, ông ngủ ngon hơn kìa. Bác sĩ cho tôi lời khuyên. Ủa, ví dụ như tụi em nghe thì em làm sao để giải quyết câu hỏi đó? Chứ là không thể làm, đã là câu nào cũng được của dân. Tôi thôi. Có chim xe kìa. Vô thì nó làm càng khó hơn. Rồi sống rồi.
Như vậy thì đặt ra mình phải hiểu cái công việc, mình biết thì công việc đó, phân tích được công việc đó, thì cái cách giải thích của mình phải khác. Thì khác là sao? Mình chỉ cần hỏi từ 3 tới 4 câu vô đúng cái chuyện chính của tâm hóa rồi mình có hay không, mình trả lời. Đó, có vấn đề gì không? Quan trọng là cái việc tình yêu với con cái mất con cái lạnh. Rồi, câu thứ hai, tập theo. Đây là cái tập theo. Đây là tập theo. Cũng chưa có hạt nhạc. Cũng nhạc cháo rồi. Cháu hướng. Cháu lòng nè. Cháu tập thâu, cháu lòng nó tập nhạc quá nhiều quá. Cháu lòng nó tập nhạc quá nhiều quá. Biết tại sao mình đặt ra vấn đề không ạ? Ở trong đó có một cái nguyên lý rất quan trọng về cái đó. Và cái này cũng phải đúng không? Phải rất là nhiều. Đó là tầm tư tương ứng, tầm tư tương cầm. Thành ra khi cơ thể có một bất thường, có sự đặc biệt nhất là có cái sự suy hư á. Suy hư của một tạng phủ để tiếp lên nào đó. Thì người dân Á Đông hay lựa chọn những cái bộ phận nó hoặc là những cái loại thực vật loại khác mà nó có hình tượng giống nhau để bổ sung, em hiểu không? Để hình như bổ sung thì thành ra là trong những trường hợp ví dụ như ung thư đau lưng không có cái dài nè thì người ta sẽ nghĩ tới dùng thận. Thận nào càng đắt tiền thì con vật nào sẽ càng hiếm càng nặng. Ví dụ như trong đọc kinh đó, trong đọc kinh thì biết mình đó có thể có chuyện với cái nhóm, có một cái nhóm thành viên nó gọi là cái mạng lưới đó, cái đầu dẫn đọc kinh đó. Nếu không có người đi ra hết bắt cái chuyện để mua cái gì biết không? Đó. Em theo em nó bị đọc kinh đó, người ta sẽ lấy cái gì? Bộ phận nào? Của con nhận. Đó là cái bộ phận. Học bài nhớ tới óc em không? Đó là mật. Dùng mật. Mật là để chỗ làm tinh và tất cả là đi từ mật mật cái đó cũng là tinh. Người ta lý luận đó là khi mình lên cơn cao nhập là do cái túi mật nó đi. Thành ra cái thành phần em ta được ta kiếm là mật. Thầy không nhớ là kiếm cái con gì mà có cái kỳ đó thì nó chỉ bỏ được 100 cái kỳ kiếm cái mật để cho con gái kiếm cái việc chọn cái là cái mật thành ra cũng là cái đó thành ra mình phải hiểu sau đó thì nó có thể giải ra cái câu chuyện của người ta đúng không? Bộ huyết là biết là kiếm gì là ưu bạn nhìn cái gì mà ghét đúng không? Cái này là ai cũng biết, mẹ biết cái này luôn, người ta có người ta đi kiếm huyết heo á, mà huyết heo thì lẻ rồi, mắc hơn huyết heo tí không phải cái cọ hơi tăng dê thì chưa quá. Thank you.
khả năng của phòng heo nó có chút xíu biến động lòng lợi, đang tương đủ một hai cái phòng heo đó. Rồi sau đó là bắt đầu lên cái sọ cát lên đó, nhưng mà mắt biết là biết gì đó, là biết tà ba, biết tà ba. Thì khi cái mặt cả hai cái không biết tà ba đặc điểm nhỏ tuổi mà lớn tuổi thì nó biết thương thì đã thấy rồi. À, người ta sẽ thu nguyên con ra tư nhé, sống cá lực ta đặt ra là lấy máu của nó biết con ra thì lấy ra ba nó nấu mẻ rồi nấu chuối nấu đậu gì đó, nó là đó người ta sẽ dùng cái máu ra ba để chế biến phẩm để phục vụ cho mình biết ba anh biết là cái việc các mà người dân nó sẽ hỏi em về cái việc mà đọc thanh nước đọc tiếng trung tâm hay phải đọc sơ những cái nó thì sẽ biết cái nguồn gốc của nó để em có sự tư vấn phù hợp. Yeah. Rồi sau đó là cái phần mà em đặt món ăn là tốt em cái trường hợp nào mà thận khí hư, thận dư hư của ta tự lớp da và đang thận mà em hầm của em kinh em nấu canh với mà hẹ là quá tuyệt luôn, cũng thái tử của bạn cũng thái thảo là cũng cổ thận mà nó là quá trúng bài luôn. Câu hỏi số 3, yếm sạch. Bây giờ đang có sự làm được rồi, giống gì bỏ yếm mà đang ăn chân. Đó thì em nhìn đọc ra một trong những cái bốn bát cơm của thiên mua bốn ngày xưa thì trong đó có yến xào luôn. Bởi vậy nó thì thời gian đánh học thì sẽ lên mắt kho thì hai người để câu chuyện bạn bè theo dõi bạn bè có sự nên gì đó tương tác được thì là cơm nó đậm nhất thì tìm hiểu thêm cái này cho để mình ứng dụng cho chính bạn thì mình thời gian hiểu gì không. Còn cách nào để cho tối thiểu cũng hướng dẫn người ta được chiêu hồi nãy đầu trời có nói rồi đúng không, trong đầu tiên của mình là chỉ như thế đúng không, chưa biết cọc thì sự sống còn đúng không, như vậy bố em nó thay đồ của bố không biết cọc thôi không. Mình một mình ngon đúng cái gì nữa giỏi lớn tuổi một tí em nhẹ khỏi ông bà em thì hỏi ông bà cha mẹ có thể có một số người có bị cúi ông bà thì có cái chứng cái này là hỏi gì lớn tuổi có cái con thằng của bà bị cúi rồi một cái những cái gì cũng dễ hơn mà tôi thấy phải làm hơn là sẽ được cái phần dung dịch thì sẽ có hai việc, một số người kiếm cho đại diện mình sẽ là một lần là mô của đại diện nội sử dụng cái tay sẽ đem xoa tác của mình đây sẽ nắm lên là một cái thứ hai đó là hai lòng bằng chân, hai lòng bằng chân là phương pháp của em đó là cái đầu của em phải để lên ta đặt lên thành ra là chỉ có hai phải để giao nha hiểu không nào, chân thì phải đầu thì phải với chuột thọ, cái một cái đầu lúc nào nó đi chửi để nó nóng giận, còn cái chân thì lúc nào lạnh nó sẽ nhiều. Đây chúng ta có đôi chân nam, cái đầu này, cái bộ phận môn thì nóng và bị lo tai, thì đó là một trong những cái cách dưỡng sinh để giúp cho sức khỏe, cái gì giúp tốt. Không, như đó không được. Không có gì nữa, về. Bữa nay mình chỉ hết cái hỏi chỗ bài thi hết rồi đó nha, bài cuối này.